năm con giáp được thần Phật che chở phù hộ trong năm 2025. May mắn cả năm, tiền vàng ùn ùn kéo về ngập két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, năm mới 2025, năm Ất Tỵ sẽ mang đến những cái thay đổi lớn lao cho mọi người. Và chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng muốn biết là mình gặp may mắn hay là thử thách cho năm tới, đúng không quý vị? Và theo tử vi chiêm tinh học ấy, thì trong năm 2025, năm Ất Tỵ sẽ có 5 con giáp nhận được cái sự che chở đặc biệt từ thần Phật, giúp cho họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những cái thành tựu đáng để mà ngưỡng mộ. Và trong video ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vận may này. Thì không chỉ là những cái dự đoán về may mắn mà còn là những cái lời khuyên bổ ích giúp cho các bạn tận dụng tốt được cái vận khí của mình. Những ai mà thuộc 5 con giáp này sẽ không chỉ gặp được cái thuận lợi trong công việc, tài chính mà còn có cái sức khỏe dồi dào, tình cảm thì thăng hoa. Vậy nên quý vị hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái điều tích cực mà thần Phật sẽ mang lại cho quý vị trong năm 2025. Liệu các bạn có nằm trong số những con giáp may mắn được thiên thời địa lợi nhân hòa, được thần tài ban lộc, được quý nhân phù trợ hay không? Tất cả sẽ được chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận thế cũng như là để biết mình có nằm trong một trong những con giáp may mắn đó hay không nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên được thần Phật che chở độ mạng trong cái năm 2025 ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong năm 2025 ấy, những người tuổi Sửu sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn. Gia chủ được dự đoán là có cái sự nghiệp hanh thông nhờ có quý nhân phù trợ và có trời Phật độ trì. Năm nay, những người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được cái sự hanh thông trong công việc. Mọi thứ dường như nó diễn ra rất là thuận lợi, trôi chảy hơn bao giờ hết. Cái điều này không chỉ nhờ vào cái sự nỗ lực của cá nhân mà còn bởi các bạn đã tích phúc tích đức và cuộc sống thiện lành của các bạn đã mang lại cho các bạn cái sự trợ giúp từ những người xung quanh. Công việc của những người tuổi Sửu trong năm 2025 sẽ có nhiều cái khởi sắc, làm ăn thì có lộc có lá. Các dự án và các kế hoạch đều tiến triển đúng cái định hướng. Đặc biệt, khi gặp khó khăn, luôn có những người giang tay ra giúp đỡ, đưa ra những cái lời khuyên hoặc là hỗ trợ về tài chính. Nhờ vậy mà những cái trở ngại lớn thì cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Sửu nên tận dụng cái cơ hội để mà phát triển mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể hướng đến cái sự giàu sang và thành công rực rỡ. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu cũng cần phải lưu ý giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù xung quanh có nhiều người tốt bụng, nhưng mà bản mệnh vẫn nên tránh những cái phản ứng thái quá khi mà đối diện với các vấn đề nhạy cảm. Hãy luôn giữ cái sự tỉnh táo và chủ động, không để cảm xúc nó chi phối cái quyết định. Nếu có thể giữ vững được cái sự điềm tĩnh và sáng suốt, thì năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Sửu cái sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp và trong cuộc sống của quý vị. Không những công việc nó hanh thông thuận lợi, mà cái năm 2025 ấy, những người tuổi Sửu cũng đón nhận nhiều cái may mắn về tài lộc nhờ có sự giúp đỡ của cục diện tam hợp tị dậu Sửu và được thần tài dẫn đường chỉ lối. Nhờ vào cái phúc đức và cái lối sống thiện lành, gia chủ cũng không chỉ được trời thương Phật độ mà còn có nhiều cơ hội đạt được cái vận may về tài chính. Thần tài cũng mang đến cho những người tuổi Sửu những cái vận may bất ngờ, giúp cho gia tăng cái nguồn thu nhập, lợi nhuận từ những cái cơ hội cũng sẽ dần dần được tăng lên. Những ai mà ham học hỏi và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cái tri thức sẽ có nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian này. Từ đó có thể tận dụng để mà gia tăng thêm cái tài sản một cách chính đáng quý vị nhé. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu đôi khi cũng sẽ gặp những cái vận may lớn về tài chính, thậm chí là một số người còn có cơ hội là trúng số đổi đời, đạt được cái gọi là cái sự tự do tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là cái thời điểm mà bản mệnh cần phải thận trọng khi mà đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh hay là tham gia vào cái việc mở rộng quy mô ấy. Dù có những cái cơ hội hấp dẫn, những người tuổi Sửu vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thuận lợi hơn. Thay vì mạo hiểm đầu tư một lượng tiền lớn vào các kế hoạch chưa chắc chắn thì quý vị nên đầu tư nhỏ giọt và dần dần theo đuổi để nắm bắt được cái thị trường. Bên cạnh đó, trong cái chuyện kinh doanh buôn bán ấy, thì những người tuổi Sửu cũng cần phải giữ cái chừng mực và bình tĩnh. Nếu mà công việc đang ổn định cũng không nên thay đổi cách làm hay là đầu tư quá lớn vào những cái lĩnh vực mới.
Đây là cái giai đoạn tốt để các bạn tìm hiểu thêm, nhưng không phải cái thời điểm để mà mạo hiểm đâu quý vị ạ. Cái sự thận trọng và ổn định sẽ giúp cho những người tuổi Sửu bảo toàn và phát triển cái tài lộc một cách bền vững trong năm 2025 quý vị nhé. Bên cạnh đó thì những người tuổi Sửu cũng sẽ được dự báo là gặp nhiều may mắn trong cái vận trình tình duyên và gia đạo nhờ có sự phù trợ của các tinh và che chở của thần Phật. Những người tuổi Sửu cũng sẽ cảm nhận được cái sự ấm áp và hài hòa trong các mối quan hệ về tình cảm, từ gia đình đến tình yêu. Với cái sự trợ giúp của cục diện tam hợp quý nhân, những ai mà đang cô đơn lẻ bóng, e ngại trong cái việc bày tỏ tình cảm ấy, thì đây là cái thời điểm lý tưởng để cho quý vị chủ động mà tiến tới. Nếu mà các bạn bày tỏ tình cảm vào cái thời điểm này, cái cơ hội thành công sẽ rất là cao, bởi cái vận may về tình duyên đang đứng về phía các bạn. Đối với những cặp đôi đang yêu ấy, thì năm 2025 sẽ hứa hẹn là cái năm của cái sự thấu hiểu và gắn kết. Các mâu thuẫn nho nhỏ cũng sẽ được hóa giải, mở ra một cái giai đoạn mới đầy hạnh phúc và viên mãn. Những đôi vợ chồng đã từng trải qua giai đoạn sóng gió sẽ tìm lại được cái sự hài hòa, giúp cho hôn nhân nó thêm được bền chặt, cuộc sống gia đình thì trở nên là êm đềm và ngập tràn trong niềm vui và cái sự an lạc. Thì đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Sửu ấy nên mở lòng, chủ động hơn trong các việc là duy trì các mối quan hệ với gia đình và với những người thân. Bằng cái cách giao tiếp chân thành và quan tâm đến những cái người xung quanh ấy, các bạn sẽ cảm nhận được cái sự ấm cúng và cái tình cảm mà gia đình dành cho các bạn. Nói chung ấy, đây là một cái thời điểm để cho những người tuổi Sửu gặp nhiều cái may mắn thuận lợi trong tình yêu, trong gia đạo và giúp cho các bạn một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vậy nên quý vị hãy chiêm nghiệm những cái điều may mắn qua video này quý vị nhé. Và từ đó để quý vị có thể tự tin hơn để mà gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc. Và để gia tăng thêm cái sự may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2025, những người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều cái thuận lợi và may mắn trong sự nghiệp nhờ cái sự ủng hộ của các cát tinh và cái sự che chở của thần Phật. Với cái bản tính chăm chỉ cần cù, những người tuổi Tuất cũng sẽ nhận được nhiều cái sự tín nhiệm của đồng nghiệp và của cấp trên. Một khi mà đã được giao nhiệm vụ ấy, thì các bạn sẽ luôn nỗ lực hết mình để mà hoàn thành công việc ở cái mức tốt nhất. Cái điều này cũng sẽ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy là an tâm khi mà các bạn là người phụ trách mọi việc. Bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh ủng hộ nữa, nó cũng cho thấy cái sự chăm chỉ và cái sự kiên trì của các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng trong cái năm 2025. Các bạn không chỉ làm việc hiệu quả mà còn thể hiện mình là người khiêm tốn đấy, luôn sẵn sàng học hỏi từ những cái người xung quanh, những cái điều mà mình chưa biết. Cái sự cầu tiến và không ngại khó giúp các bạn nâng cao cái kỹ năng và cái kiến thức, từ đó mở ra nhiều cái cơ hội phát triển trong tương lai. Và cái năm 2025 ấy cũng là cái thời điểm mà các bạn nên tích cực tham gia vào các buổi họp hành, hội thảo hoặc là những cái chương trình bồi dưỡng kiến thức ấy. Những cơ hội này sẽ giúp cho các bạn tiếp thu thêm nhiều cái kiến thức mới, nâng cao cái kỹ năng chuyên môn, góp phần lớn vào cái sự phát triển của cái sự nghiệp sau này. Đặc biệt được các tinh nó phù trợ, nó sẽ giúp cho các bạn tự tin, dám nắm bắt cơ hội và thể hiện cái cá tính bản thân. Sẽ được cấp trên đánh giá cao, thậm chí còn có cơ hội thăng tiến trong cái vận trình sự nghiệp và công việc nữa. Cái việc giúp đỡ từ các cát tinh và cái chuyện ham học hỏi không ngừng ấy, cái năm 2025 sẽ là một cái năm hứa hẹn thành công rực rỡ với những người tuổi Tuất. Vậy nên quý vị hãy tiếp tục cố gắng vì cái thành công cũng đang đến gần với các bạn. Bên cạnh đó, không chỉ cái sự nghiệp nó hanh thông mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất cũng được dự báo là gặp nhiều cái may mắn nhờ cái sự ủng hộ của nguyệt lệnh và cái sự che chở của thần Phật độ mạng trong thời gian này. Những cái cơ hội lớn về tài chính sẽ đến, giúp các bạn có khả năng là thu hút thêm cái tài lộc. Đặc biệt là một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời, ôm tiền tỷ trong tay và sở hữu một cái khoản tiền cực kỳ lớn. Đấy. Mặc dù con đường đến với sự giàu có không quá nhanh chóng, nhưng nhờ ăn ở phúc đức và cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tài lộc của các bạn cũng sẽ luôn được dư giả và ổn định hơn.
Đối với những người làm công ăn lương, các bạn cũng sẽ nhận được những cái khoản thưởng nóng vì cái sự chăm chỉ và cái sự cống hiến trong công việc. À, bên cạnh đó, những cái công việc làm thêm ấy cũng mang lại cho các bạn một cái nguồn thu đáng kể, giúp cho các bạn tích lũy tài chính một cách vững chắc hơn. Với những người làm kinh doanh thì cái mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng sẽ giúp các bạn mở rộng cái quy mô, thu về những cái khoản lợi nhuận lớn. Dù có khó khăn ấy, nhưng xung quanh các bạn cũng sẽ luôn có quý nhân nâng đỡ, lại được thần Phật che chở độ mạng, vậy nên các bạn cứ yên tâm mà làm. À, thưa quý vị, cái năm 2025 sẽ mang đến cho những người tuổi Tuất nhiều cơ hội thăng tiến về tài chính. Và nếu mà biết cách nắm bắt ấy, thì các bạn có khả năng ôm tiền tỷ và đạt được cái sự tự do tài chính. Vậy nên quý vị hãy cố gắng nỗ lực thêm một chút nữa nhé quý vị nhé. À, không những vậy, cái vận trình tình duyên và gia đạo của những người tuổi Tuất cũng gặp nhiều cái may mắn và hạnh phúc nhờ cái sự ủng hộ của nguyệt lệnh và cái sự che chở của quý nhân. À, bên cạnh đó, trong thời gian này, những người độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia đích thực của mình nhờ cái vận đào hoa nở rộ. À, những cái buổi gặp gỡ, giao lưu hoặc là cái sự kiện công cộng ấy có thể là cái nơi mà các bạn tìm thấy cái người đặc biệt. Cả hai sẽ nhanh chóng kết nối, trò chuyện một cách là ăn ý bởi những cái quan điểm và những cái sở thích tương đồng với nhau. Cái mối quan hệ này nó có tiềm năng phát triển về lâu dài, mang lại cái niềm vui và cái sự an yên cho các bạn. Còn đối với những người mà đã lập gia đình ấy, thì năm 2025 là cái khoảng thời gian hạnh phúc, gia đạo thì hài hòa. Các bạn sẽ nhận được cái sự thấu hiểu và ủng hộ của những người thân. Gia đình là cái nguồn động lực lớn giúp cho các bạn nỗ lực hơn trong công việc và trong cuộc sống. Cả hai vợ chồng đều chung sức xây dựng cái tổ ấm ngày càng chín chắn và có trách nhiệm hơn trong cái mối quan hệ gia đình. Mỗi một thành công, mỗi một niềm vui đều được chia sẻ và được trân trọng, mang lại cái sự ấm áp và bình an cho cái tổ ấm gia đình. Thưa quý vị, cái năm 2025 là một cái năm mà được thần Phật che chở độ mạng, vậy nên những người tuổi Tuất cũng sẽ có những cái sự đột phá nhất định đối với mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2025 thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng được thần Phật che chở độ mạng, lại được cát tinh xoay chiếu. Chúng ta biết năm 2025 năm Mão Tỵ thì những người tuổi Dậu lại được cục diện là Tỵ Dậu Sửu nó tam hợp nó phù trợ nữa. Nó cũng mang đến nhiều cái may mắn và thành công. Những cái cơ hội lớn sẽ mở ra trước mắt. Chỉ cần các bạn biết nắm bắt và không ngừng nỗ lực thì chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng kể. Nhờ vào cái phúc đức và cái việc hành thiện của mình ấy, mà các bạn không chỉ tạo được cái cơ hội cho bản thân mà còn được cái sự giúp đỡ của các vị thần linh và cái đấng bề trên. Bên cạnh đó lại được thần Phật che chở độ mạng nữa. Vì vậy nên là quý vị cứ yên tâm mà làm trong năm nay. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu trong năm 2025 ấy, sẽ phát huy hết cái tiềm năng và cái khả năng của mình đúng thời điểm, khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ trước những cái gì mà các bạn đạt được. Khả năng lãnh đạo, chỉ huy và cái tinh thần trách nhiệm cao, nó sẽ giúp cho các bạn dẫn dắt đội nhóm vượt qua những cái khó khăn và đạt được những cái thành công vang dội. Trong những cái thời điểm thách thức, cái sự độ mạng từ thần Phật cũng sẽ giúp cho quý vị giữ được cái sự bình tĩnh, đưa ra những cái quyết định đúng đắn và chính xác. Từ đó thúc đẩy công việc và thúc đẩy cái sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ hơn. Nhờ có sự phù trợ của các cát tinh và được thần Phật che chở độ mạng, mà công việc của các bạn ấy không chỉ thuận buồm xuôi gió mà còn được mở rộng cái tầm nhìn và các mối quan hệ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn luôn đối xử chân thành, cởi mở với mọi người xung quanh, từ đó cũng xây dựng được nhiều cái mối quan hệ hỗ trợ đắc lực trong công việc. Những ai mà gặp khó khăn cũng không sợ thiếu những người giúp đỡ, bởi cái sự thiện lành và cái tâm đức của các bạn sẽ thu hút những người xung quanh sẵn sàng chung tay giúp đỡ trong cái thời gian này. Thêm nữa, trong thời gian này lại được nguyệt lệnh ủng hộ và cái sự giúp đỡ từ thần Phật ấy cũng sẽ càng ngày càng được tiếp thêm cái sức mạnh khi mà các bạn tiếp tục thực hiện các việc thiện nguyện hay là giúp đỡ những người yếu thế hơn mình ấy. Những cái việc làm tốt lành này cũng sẽ là cái nền tảng để sự nghiệp của các bạn phát triển được bền vững, tài lộc và may mắn càng ngày càng dồi dào hơn. Thưa quý vị, năm 2025 năm Mão Tỵ là một cái năm mà hứa hẹn cái sự nghiệp rực rỡ, thăng hoa.
nhờ vào có sự che chở của thần Phật và các cát tinh nó phù trợ. Vậy nên đây là một cái thời điểm để cho quý vị bứt phá về cái mặt công việc của mình nhé. Không chỉ vậy, cái năm 2025 ấy, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu cũng sẽ được các cát tinh cao chiếu và nó sẽ mang đến nhiều cái cơ hội vận may về tài chính. Nhờ được sự che chở của thần Phật và cái việc tích phúc tích đức hành thiện của mình ấy, mà các bạn có thể gặp được những cái may mắn lớn, thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời, giúp cho các bạn thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của mình, bước lên một cái tầm cao mới. Thưa quý vị, cái tài lộc hanh thông ấy thuận lợi ấy, đặc biệt đối với những người chăm chỉ và tận tâm trong công việc thì ông trời cũng sẽ không phụ lòng các bạn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì với những người làm công ăn lương ấy, những cái nỗ lực của các bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, mang lại không chỉ là lời khen mà còn cả những cái khoản thưởng nóng. Nếu mà các bạn cảm thấy tự tin về cái thành tựu mà mình đã đạt được ấy, thì đây là cái thời điểm lý tưởng để các bạn đề xuất thăng chức tăng lương và khả năng cao cũng sẽ được chấp nhận. Bên cạnh đó, những người làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ thu về những cái khoản lợi nhuận đầu tiên từ các khoản đầu tư đúng đắn. Các hợp đồng, các dự án nó đến ngày càng nhiều, giúp cho các bạn đạt được một cái nguồn thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, với cái sự phù trợ của quý nhân và cái sự kiên trì của các bạn, dù vất vả nhưng mà những người tuổi Dậu ấy cũng cảm thấy xứng đáng khi mà mình nhìn nhận được cái thành quả, đúng không ạ? Tuy nhiên, những người tuổi Dậu cũng cần phải chú ý kiềm chế cái tính nóng này để tránh ảnh hưởng đến cái danh tiếng và cái tài lộc của mình, quý vị nhé. Trong thời gian này, để tăng cường cái may mắn và tài lộc ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, quý vị nhé. Thưa quý vị, không chỉ may mắn trong vận trình công việc và sự nghiệp, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng được thần Phật che chở và được tam hợp quý nhân phù trợ, nó mang lại nhiều cái may mắn và cái niềm vui trong các mối quan hệ. Nhờ vào sự hỗ trợ từ các cát tinh mà những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội giải quyết được các mâu thuẫn và tìm thấy cái sự hòa hợp trong cái chuyện tình cảm, đặc biệt là trong gia đạo. Đối với những người đã lập gia đình ấy, đây là cái năm mà cái sự hiểu biết và thấu hiểu giữa các cặp vợ chồng được nâng cao. Dù có những lúc bất đồng ý kiến ấy, thì bạn và người ấy sẽ biết cách giải quyết một cách là êm ấm, không để những cái chuyện nhỏ nhặt nó gây ra những cái sự căng thẳng. Cái tinh thần nhường nhịn và cái sự thấu hiểu sẽ giúp cho tình cảm của các bạn thêm bền vững, quý vị nhé. Còn đối với những người độc thân ấy, năm 2025 cũng sẽ mang đến những cơ hội lớn trong chuyện tình duyên. Nhờ cái sự bảo hộ của quý nhân và cái sự tích phúc tích đức của mình ấy, các bạn sẽ gặp được những người khiến trái tim mình rung động. Đừng có ngần ngại, hãy mở lòng mình vì cái vận đào hoa đang đến với các bạn. Người phù hợp có thể xuất hiện ở những cái nơi mà các bạn đôi khi không ngờ tới. Vậy nên quý vị hãy sẵn sàng đón nhận và trân trọng những cái cơ hội nó đến với mình, vì đây có thể là cái thời điểm may mắn giúp cho các bạn tìm thấy cái tình yêu đích thực. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Thưa quý vị, trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Thân được cục diện là Tỵ Thân nhị hợp. Bên cạnh đó thì những người tuổi Thân cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn nhờ cái sự che chở của thần Phật và cái sự giúp đỡ của các cát tinh chiếu mệnh. Cái vận trình tổng thể của những người tuổi Thân trong năm 2025 ấy sẽ có nhiều cái tiến triển tích cực, mang lại cái sự hanh thông thuận lợi trong mọi mặt của cuộc sống. Với cái sự bảo hộ của thần linh và các ngôi sao cát lành, cái sự nghiệp tài lộc của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng đều được cải thiện một cách đáng kể. Trong công việc thì những người tuổi Thân cũng được nhiều cát tinh chiếu cố, quý nhân phù trợ giúp đỡ, nên là mọi việc nó diễn ra được suôn sẻ hơn, hanh thông hơn. Những cái trở ngại trước đây dần dần tan biến và thay vào đó là những cái cơ hội thăng tiến rõ rệt. Đây là một cái giai đoạn mà sự nghiệp của các bạn đã bước vào cái quỹ đạo ổn định, và nếu mà biết nắm bắt lấy cái cơ hội ấy, thì các bạn sẽ đạt được những cái thành tựu lớn hơn trong công việc. Thưa quý vị, cái sự chủ động trong công việc cũng là cái yếu tố quan trọng giúp cho các bạn vượt qua những cái thử thách và đạt được những cái thành công. Cái mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên và đối tác cũng trở nên là hài hòa hơn,
tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự nghiệp của các bạn phát triển mạnh mẽ. Những cái dự án, công việc, hợp tác ấy, thì cũng đều diễn ra suôn sẻ và mang lại một cái kết quả tốt, giúp cho các bạn có thêm những cái cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, sự nghiệp thì nó hanh thông. Và năm nay ấy, thì cũng là một cái năm mà hứa hẹn cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân có những cái bước đột phá nhất định. Nhờ có quý nhân phù trợ, các bạn sẽ gặp được những cái mối làm ăn hời, mang lại cho các bạn một cái nguồn thu nhập lớn. Nếu mà có ý định đầu tư thì đây là cái thời điểm thích hợp để các bạn có thể triển khai các kế hoạch kinh doanh hoặc là mở rộng cái quy mô của mình. Tuy nhiên, những người tuổi Thân cũng nên thận trọng trong việc hùn hạp vốn làm ăn hay là hợp tác với những người khác nhé, để tránh rơi vào cái tình huống là tranh chấp về tài chính hoặc là bị lừa gạt. Các bạn cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng và lựa chọn đối tác đáng tin cậy sẽ giúp cho các bạn bảo toàn được cái tài sản và gặt hái được những cái thành công trong cái dự án kinh doanh. Không chỉ vậy, về mặt tình cảm ấy, thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thân trong năm 2025 cũng khá là hiền hòa và êm đềm. Những người đã có gia đình ấy, cũng sẽ cảm nhận được cái sự hài hòa trong các mối quan hệ với bạn đời. Không có những cái mâu thuẫn hay là những xung đột quá lớn. Con cái thì khỏe mạnh, học giỏi ấy, tạo thêm cái niềm vui và cái hạnh phúc trong cuộc sống. Đối với những người độc thân thì cái vận đào hoa cũng đang được vượng phát, mang đến cho các bạn nhiều cái cơ hội gặp gỡ hoặc là phát triển cái mối quan hệ tình cảm. Nếu mà các bạn đang có một người nào trong lòng ấy, thì đây là cái cơ hội lý tưởng để cho các bạn bày tỏ tình cảm. Nhờ sự phù trợ của các cát tinh, cái tỷ lệ thành công trong giai đoạn này cũng khá là cao. Không chỉ vậy, sức khỏe của những người tuổi Thân trong năm 2025 ấy, cũng được duy trì ở cái thể trạng ổn định, không gặp phải những cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi thất thường, các bạn cũng có thể gặp phải một số cái bệnh vặt theo mùa như là cảm cúm, ho, sốt. Cái điều quan trọng ấy là các bạn nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, bổ sung các chất dinh dưỡng và duy trì cái lối sống lành mạnh để tăng cường cái sức đề kháng. Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng sẽ giúp cho các bạn phát hiện sớm ra cái bệnh nó tiềm ẩn ở bên trong cơ thể, giúp sức khỏe của các bạn luôn ổn định nhất quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung là trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ là một năm đầy may mắn và thuận lợi đối với những người tuổi thân. Với cái sự che chở của quý nhân và thần Phật độ mạng cũng sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc, cải thiện cái vận trình tài chính, tình cảm và sức khỏe cũng sẽ được ổn định hơn. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để quý vị có thể phát huy hết cái khả năng, tiếp tục tích đức hành thiện và tận hưởng những cái thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nó mang lại quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, và con giáp thứ 5 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, cái năm 2025 là một năm vô cùng là may mắn và thành công cho những người tuổi Ngọ. Nhờ có sự che chở của thần Phật và các cát tinh phù trợ mà cái vận trình của những người tuổi Ngọ lại được nâng đỡ bởi cái cục diện là tam hội. Vậy nên nó sẽ mở ra nhiều cái cơ hội quý giá trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt đối với những ai mà mạnh mẽ, quyết liệt và sẵn sàng đối mặt với những cái thử thách. Các bạn sẽ thấy những cái cánh cửa mới nó mở ra trước mắt, tạo điều kiện để các bạn bứt phá và đạt được những cái thành tựu đáng kể. Thưa quý vị, cái sự nghiệp của những người tuổi Ngọ ấy, nói chung trong thời gian này được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cho những người tuổi Ngọ cái sự tự tin. Nhờ vậy mà các bạn không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với những người xung quanh và còn tạo ra nhiều cái cơ hội lớn cho bản thân. Tinh thần chủ động và lạc quan cũng sẽ giúp cho sự nghiệp của các bạn phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn. Bất kể các bạn làm trong lĩnh vực nào, những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Và năm 2025, năm Bất Tỵ, nhờ vào cái sự hỗ trợ của thần linh và được thần Phật che chở độ mạng, mọi việc của các bạn đều diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Các bạn đụng tay vào việc gì là thành công mỹ mãn ở việc đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong sự nghiệp thì những người tuổi Ngọ cũng sẽ nhận được những cái may mắn không ngừng gia tăng. Những cái cơ hội thăng tiến hoặc là mở rộng cái công việc sẽ đến với các bạn, giúp cho các bạn khẳng định được cái vị thế của bản thân và đạt được những cái mục tiêu lớn lao hơn. Còn đối với những người làm công ăn lương ấy, các bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, mang lại những cái khoản thưởng lương xứng đáng và những cái cơ hội thăng chức trong thời gian tới. Còn những người kinh doanh buôn bán đầu tư, cái năm 2025 hứa hẹn là một năm phát tài phát lộc.
thần tài che chở cũng sẽ mang đến cho các bạn những cái vận may tài chính bất ngờ, giúp cho các bạn thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Thậm chí, một vài người còn được may mắn có cơ hội trúng số đổi đời, tiền tỷ cầm tay, giúp cho các bạn đạt được cái mục tiêu tài chính và không phải quá lo lắng về cái chuyện chi tiêu trong tương lai. Thưa quý vị, không chỉ sự nghiệp và tài chính thăng hoa, mà cái chuyện tình cảm của những người tuổi ngọ trong năm 2024 ấy, cũng có nhiều điểm sáng, cát tinh nó chiếu mệnh, nó mang theo những cái tin vui mà các bạn đã mong chờ từ bấy lâu. Đối với những người độc thân thì đây là cái thời điểm để các bạn có thể thoát khỏi cái tình trạng cuộc sống tẻ nhạt và tìm thấy những cái đối tượng mới đầy hứa hẹn. Nhờ có đào hoa nó rực rỡ mà các bạn cũng sẽ dễ dàng gặp gỡ và kết nối được những người phù hợp, mang lại cái cơ hội phát triển tình cảm. Những cái mối quan hệ này không chỉ mang đến cái niềm vui và cái sự hài lòng mà còn có khả năng phát triển thành những cái mối tình lâu dài, bền vững. Thưa quý vị, với những người đã có gia đình ấy, hoặc là những đang trong một cái mối quan hệ tình cảm lâu dài ấy, thì năm 2025 cũng mang đến cho quý vị cái sự hòa hợp và thấu hiểu. Những căng thẳng hoặc là những xung đột nhỏ sẽ dần được giải quyết một cách nhẹ nhàng, giúp tình cảm của các bạn thêm phần gắn bó. Đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để hai bên cùng nhau vun đắp cái mối quan hệ, tạo dựng một cái nền tảng vững chắc cho tương lai. Bên cạnh đó, với cái sự che chở của thần Phật và được các cát tinh nó phù trợ, mà cái năm 2025 không chỉ mang lại cái may mắn cho công việc và tình cảm, mà nó còn giúp cho sức khỏe của những người tuổi ngọ được duy trì. Nhờ cái năng lượng tích cực và cái tinh thần thoải mái, các bạn sẽ cảm thấy là khỏe mạnh hơn, ít gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, quý vị hãy chú ý duy trì cái lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao đều đặn và chăm sóc bản thân để có thể tận hưởng một năm trọn vẹn và hạnh phúc. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ là một năm đầy hứa hẹn và thăng hoa cho những người tuổi ngọ. Cái sự che chở của thần Phật và cái sự hỗ trợ từ các cát tinh nó cũng sẽ mang đến cho các bạn những cơ hội quý giá trong cả sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Thì đây cũng là cái thời điểm để các bạn bứt phá và nắm bắt cái cơ hội để thành công rực rỡ hơn và có cái sự giàu sang phú quý trong tầm tay. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất được trời thương Phật độ trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Đó là những con giáp sau: 1. Tuổi Sửu, 2. Tuổi Tuất, 3. Tuổi Dậu, 4. Tuổi Thân, 5. Là những người tuổi ngọ. Đó là những con giáp được thần Phật che chở độ mạng và dễ gặp được những phúc lộc dồi dào. Cuộc sống thì từ bi hỷ xả sẽ giúp cho quý vị thành công mỹ mãn trong mọi phương diện của cuộc sống. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.